chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 tháng 9, thời tiết toàn tỉnh Lai Châu mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động là từ 19 đến 35 độ, vùng núi cao từ 17 đến 27 độ và độ ẩm là từ 60 đến 97%. Dự báo các nơi trong tỉnh, thành phố Lai Châu mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 19 đến 30 độ và độ ẩm là từ 60 đến 96%. Khu vực Mường Tè mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 22 đến 35 độ và độ ẩm là từ 65 đến 98%. Khu vực Sìn Hồ mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 17 đến 27 độ và độ ẩm là từ 65 đến 98%. Khu vực Than Uyên mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 21 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 đến 97%. Khu vực Nậm Nhùn mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 22 đến 35 độ và độ ẩm là từ 65 đến 98%. Khu vực Tam Đường mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 21 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 đến 97%. Khu vực Tân Uyên mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 21 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 đến 97%. Khu vực Phong Thổ mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 22 đến 35 độ và độ ẩm là từ 65 đến 98%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin dự báo thời tiết lần sau.